Hello. Hello. Em à, nhớ anh không? Hôm nay tôi muốn chia sẻ cùng quý vị và các bạn hãy like về chương trình chúng tôi, bởi chúng tôi là thuộc thành phần là những người nông dân tại nơi này và có xây dựng cho những nhà làm kinh tế. Là công ty chúng tôi cho phép chúng tôi đi ra ngoài, có nghĩa là đi giúp cho người nông dân từ những việc hái cà phê và nhổ mì và sau đó hái tiêu. Đó là những việc mà xây dựng. Ở đây tôi đã thấy sẽ có núi cao, có hai người chỉ có hai người yêu nhau. Họ đã sống không mùa đông, không mùa nắng mưa, có một mùa chỉ có một mùa yêu nhau. Ở nơi ấy đạp trời trắng nhăn nhớ quanh đời, một mái tranh đèn, một nhà sàn yên vui. Họ đã sống cuộc sống yên bình, hai đứa cũng có cây đàn cha pi. Khi chúng lên tiếng trống cây đàn đã đông đầy một người chẳng lấy. Ôi sao cứ lấy những rừng cây ngọn núi mang tin đã cha pi. Ai yêu từ xa, yêu đường xanh thì lên núi nghe đàn cha pi. Tôi yêu cha pi không còn cô đơn, không buồn, không vui. Tôi nghe cha pi chợt thấy não lòng về một giấc mơ. Ôi cha pi. Nếu con người chúng ta không sống và làm việc thì con người chúng ta không thể có năng lượng được. Điều đó khiến cho tôi suy nghĩ biết khi tôi ở tại công ty trong nhiều năm, chúng tôi ít khi tiếp xúc với ánh nắng mặt trời và công ty được cho phép chúng tôi ra ngoài. Cho đến khi chúng tôi đến tại tỉnh Đắk Nông hái tiêu, cũng thay vì những đó là những công việc chúng tôi đem lại năng lượng cho mình trong một thời gian mà chúng tôi hoạt động, giúp cho những ngành nông dân, cũng đồng thời là giúp cho ngành ngân hàng xây dựng cho những việc mà tuyển dụng những người công nhân làm việc tại công ty và nhiệm vụ với những ngân hàng chi trả lương cho những người công ty. Cho nên ý nghĩa trong năm nay chúng tôi được nghỉ phép một năm, có nghĩa là chúng tôi ra ngoài để giúp những cái việc mà có ý nghĩa và xây dựng cho những công nhân chúng tôi tại công ty. Ở nơi ấy tôi đã thấy trên ngọn núi cao có hai người, chỉ có hai người yêu nhau. Họ đã sống không mùa đông, không mùa nắng mưa, có một mùa chỉ có một mùa yêu nhau. Ở nơi ấy đạp chưa trắng nhân nhớ quanh đời, một mái tranh nghèo, một nhà xa yên vui. Ở nơi ấy họ đã sống cuộc sống yên bình, ai nghèo cũng có cây đàn cha pi. Khi chúng lên và sợi dây đàn đã đông đầy, ôi chắc cứ lấy những rừng cây ngọn núi mang đi ta cha pi. Ai yêu từ xa, yêu đường xanh thì lên núi nghe đàn cha pi. Tôi yêu cha pi không còn cô đơn, không buồn, không vui. Tôi nghe cha pi chợt thấy não lòng về một giấc mơ cha pi. Ô
cửa lây những rừng cây ngọn núi mang tin ta cha đi. Ai từ xa yêu rừng xanh thì lên núi nghe đàn.